Hi everybody. Hôm nay chúng ta sẽ nói về ba cái từ mà chúng ta thường dùng với lại present perfect. Đó là từ just, ready và từ yet. Vì đầu tiên chúng ta nhớ lại là cái công thức của present perfect là chúng ta có chủ ngữ cộng với have hay là has, rồi với cộng với lại past participle, tức là verb idea verb 3. Và phủ định thì chúng ta thêm not vào sau cái từ have hay là has, bởi vì have và has nó là trợ động từ. Thì đầu tiên chúng ta sẽ nói về cái từ just. Từ just chúng ta dùng đó khi chúng ta muốn nói đến một cái chuyện gì đó mà nó vừa xảy ra thôi. Và cái vị trí đứng của nó trong câu đó là nó sẽ nằm sau cái hai cái trợ động từ là have hay là has. Ví dụ như mình nói là I've just met him. Hoặc là my sister had just quit her job. Rồi cái từ thứ hai là cái từ already. Already đó chúng ta dùng khi chúng ta muốn nhấn mạnh một cái chuyện gì đó đã xảy ra rồi. Và nó có ba cái vị trí đứng ở trong câu. Ta để ý chỗ này. Rồi vị trí đứng thứ nhất là I already told him about the truth. Và vị trí đứng chất của nó đã nằm sau cái trợ động từ have hay là has. Các bạn nhìn thấy câu số 2. I've had dinner ready. Rồi các bạn nhìn thấy cái câu hỏi kế tiếp không? Has she already finished her job? Vậy thì chúng ta để ý rằng nó có 3 vị trí. Thứ nhất là nó sẽ đứng sau trợ động từ have và has. Thứ hai nó đứng cuối câu. Và thứ ba nữa là trong câu hỏi nó sẽ đứng sau cái chủ ngữ. Cái từ cuối cùng là từ yet. Từ yet nó có nghĩa là chúng ta dùng trong câu negative, tức là câu nói không và question. Từ yet chúng ta dùng để diễn tả một cái thứ gì đó hoặc là một cái kế hoạch gì đó mà chúng ta đã lên kế hoạch nhưng mà tới bây giờ nó vẫn chưa được làm. Ví dụ các bạn nhìn vô cái câu ví dụ sau đây không? Has she finished her job yet? I haven't had dinner yet. Và chúng ta để ý rằng là cái từ yet này nó chỉ có một vị trí đứng là cuối câu. Đôi khi trong cái câu hỏi mà có từ yet thì các bạn để ý là thông thường đó, nếu mà trả lời vắn tắt thì chúng ta chỉ trả lời là not yet. Ví dụ như cái câu mà nãy mình hỏi. Ví dụ mình sẽ hỏi rằng là have you had dinner yet? Not yet. Hoặc là already. Đó là câu trả lời. Ta thấy là trả lời trong văn nói mà ngắn, ta nói trả lời như vậy. Các bạn nhìn vô các bài tập bên dưới ha. Các bạn nhìn vô câu số 1 ha. Have you tidied your bedroom yet? Từ yet đây nó ta để ý nó đứng ở cuối câu không các bạn. Number 2. Thì ở đây nó cho mình hai vị trí đứng, vậy thì cái từ already này bắt buộc chúng ta phải để nó ở giữa ha. They've already finished their school project. Number 3. I'm really hot. I've just run home from college. Từ just nó chỉ có một vị trí đứng thôi nha các bạn. Đứng sau cái động từ, cho động từ have hay là has. Các bạn nhìn thấy câu số 4 ha. I don't want to watch that program. I've already seen it twice. Number 5. Tanya doesn't want to go to bed yet. She isn't tired. Vậy thì chúng ta thấy rằng là cái từ yet nó nhớ ha. Cái từ yet là chúng ta chỉ có một vị trí đứng là cuối câu ha. Từ just chỉ có một vị trí đứng luôn là đứng ở sau cái động từ, trợ động từ have hay là has. Từ already thì có 3 vị trí đứng ha. Sau cái trợ động từ have hay là has đứng cuối câu hoặc là trong câu hỏi nó sẽ đứng sau chủ ngữ. Nếu các bạn chưa xem các video của mình về cái present perfect ha, hoặc là các cái các từ seen và từ for dùng với lại present perfect, mình cứ để lên bên dưới để cho các bạn theo dõi. Thanks for watching.